Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay khoahacre24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Tôi Cường Seven chào 500 anh em. Tôi Lâm Lòng Lợn chào 500 anh em. Tôi đã chào 500 anh em. Làm gì? Lấy mua đội là cho đủ tem. Cho ấm. Ok các bạn ạ, thì hôm nay ấy, chỗ mình thì kiểu gió mùa nên là hơi lạnh một tí, nên là tất cả anh em đội mũ đôn trà thì thấy không có là ra đi tặng mũ bảo hiểm đội vào cho cùng anh em cho nó ấm. Đấy, nếu mà trời này thì thực sự là mình rất thích cái trời kiểu này các bạn ạ. Gió mùa hơi se se lạnh một chút nhưng mà có tiếng gió ồn thì mình lại không thích cả điểm đó. Nên là nếu trong video này của mình có chút tiếng ồn thì các bạn thông cảm. Còn quay trở lại với chủ đề chính của clip ngày hôm nay, thì như bạn Lâm vừa giới thiệu là bạn Lâm hôm nay đổi tên thành Lâm Lòng Lợn ấy. Thì clip của mình hôm nay sẽ liên quan đến lòng lợn. Anh em mình sẽ nấu một cái nồi cháo lòng khổng lồ con ạ. Mình sẽ nấu ra cái nồi 100 mà anh em mình hay ăn lẩu ấy. Nấu ra cái nồi đó rồi cho nguyên liệu. Ok, mình đã mua một bộ lòng lợn rất là nhiều rồi. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem số nguyên liệu đó. Nếu các bạn mà thấy clip này có như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Vì là nấu cháo nên như mình sẽ phải đi bẻ củi rồi anh em mình nhóm bếp để anh em mình linh trước cháo cho nó nhừ các bạn ạ. Rồi anh em mình mới đi làm đồ để cho nguyên liệu đồ lòng mè phè phổi vào sau. Vì là một bộ lòng rất là nhiều nên như mình sẽ cho ít nước thôi các bạn ạ. Cho gạo cá khá lên một tí. Cho hết luôn bạn, mạnh mẽ lên. Bạn này hết thành lấu cơm. Thôi thôi, cứ cho hết vào đi. Rồi, vung đâu? Vung đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi anh em mình làm đồ các bạn ạ. Đây là số nguyên liệu để anh em mình có thể nấu được nồi cháo lòng khổng lồ đó các bạn ạ. Thì ở đây anh em mình đã đặt một bộ nội tạng của con lợn, tức là nguyên luôn, không mất đi một thứ nào luôn. Đây có tim này, rồi cật, rồi phổi, gan, dạ dày. Còn bên này thì có cái để anh em mình gọi là nhét vào cái lòng già ấy. Lòng... Nhét luôn quả tim nhá. Ok ok, cái lòng già này thì hiện tại mình đang ngâm xà phòng. Thế thì sao lòng già bạn ngâm xà phòng? Thì tôi tưởng ngâm xà phòng để cho sạch. Ba rửa lại ô tôi cái. Trời ơi, tưởng đến lao lòng già đi em ngâm xà phòng. Chắc không sao đâu. Còn bên này là lòng lon này các bạn này, lòng lon còn xoài. À, mình cho xoài vào để cho nó tăng độ chua, gọi là có một chút chua chua trong cái nồi cháo lòng đó các bạn ạ. Kia là hành, mùi tàu, rau răm, rồi ớt, rất là nhiều ớt luôn. Ngay bây giờ thì mình sẽ phải đi làm những nguyên liệu này thôi. Hả? Em nghĩ là không cần cho xoài, để em ra mua chai giấm, em đổ vào mắc chua luôn. Thôi, mình cho xoài kia là được rồi. Đây là xoài bao tử các bạn ạ. Xoài bao tử này, bây hiện tại mùa này mà có xoài này thì kiếm được rất là khó đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ phải đi gọi là luộc qua những cái nguyên liệu này thì mới có thể cho vào nồi cháo lòng đó được. Cháo thì xối rồi các bạn ạ, nhưng mà anh em mình đã cho nhỏ lửa để linh cháo cho nó nhừ đi. Bên này thì bạn Lâm đang chuẩn bị trần đồ qua, à trần cái lòng thôi. Còn các cái kia thì anh em mình sẽ phải luộc lên, trần qua thôi. Khi nào mà cháo nhừ thì anh em mình sẽ cho vào cái nồi cháo to này anh em mình nấu luôn. Lòng thì anh em mình đã chia thành 5 khúc, gọi là mỗi anh em sẽ... Đây, mỗi anh em sẽ ăn một khúc như này các bạn ạ. Đấy, anh mình để nguyên thế và cho vào trong cái nồi cháo khổng lồ này. Tôi nghĩ bạn chỉ cần trần qua thôi, chúng bắt đầu cho luôn vào trong cái nước nguội này đi. Có mấy kia mình luộc đúng không? Thế bạn đổ vào để anh em mình luộc đi. Anh mình bắt đầu đang làm nguyên liệu để cho vào nồi cháo lòng các bạn ạ. Đây, thực sự là cái chỗ xoài này thì mình mang kèm theo để anh em mình ăn thôi. Mình chôn các bạn một tí chứ không ai cho xoài vào trong nồi cháo cả các bạn ạ. Mời các bạn đây. Các bạn nha. Chôn các bạn một tí thôi. Mình xin lỗi các bạn nhé. Mình mang kèm xoài để anh em mình ăn thôi. Trong lúc chờ đợi thì ăn xoài bao tử này ngon lắm các bạn ạ. Sao anh không chế nước chấm thần thánh luôn nhỉ? Anh làm gì có thời gian. Ngon này, cái cháo này. Xoài có thể cắn cầm cả quả kia để cắn kìa thì có vẻ ngon hơn Thái đấy. Cầm cả quả gọng.
Anh em ăn nhanh như thế nào? Thái thì ăn nhanh nhé, ăn mạnh đi. Chua. Thôi thôi, em ơi đừng thái nữa, em thái hành đi để anh em mình một lát cho vào trong nồi cháo đi. Ok ok. Còn xoài để cả quả để cho anh em ăn. Mời các bạn ăn xoài. Ê, em cứ tưởng cho nồi cháo. Đã cứ lấy giờ không dám ăn. Chua quá. Nó chờ ngắt nó lút cái rau răm đi. Chua quá nhỉ. Vừa ngắt vừa ăn, vừa thái vừa ăn. Ngon lòng chua lắm. Ngon mà. Này mà cho vào trong nồi cháo thì không mà. Chắc là không ăn cháo mất. Vậy là như mình đã luộc xong bộ lòng mè phèo phối rồi các bạn ạ. Thì đây là lòng giả của anh em mình sau khi đã làm xong này. Đó. Bạn tôi nghĩ là anh em mình sẽ để cả cái cục từng cái đoạn dài như thế kia đấy, tí anh em nào ăn. Đây không là ví dụ bạn để cả thế này cho tôi. Anh yên tâm chút nữa em gắp. Đấy để cả thế luôn. Anh ơi. Anh cắt. Ôi cái này dài quá không bạn. Ừ, kệ kệ kệ. Ok. Để từ anh cắt em miếng tim ăn kép thử đấy. Ăn thử tim trước à? Em test thử tim lợn ngon không? Mời các bạn em. Thử em cái bé ở trường tim lợn bao giờ? Như nào? Ngon rồi. Tiến thử miếng không? Được quá. Đây. Ôi em không ăn ít thì đâu. Em ăn quả. Không ăn ít thế á? Ây da. Ít thế. Bạn ơi tập trung thái đi, tí nữa cho vào trong lòi rồi tất cả cùng ăn. Đã xong xuôi mọi việc rồi các bạn ạ. Bây giờ anh mình sẽ cho nguyên liệu vào thôi. Trước tiên là cho giò ớt này vào. Không em đổ vào đi. Có nhiều quá anh. Không sao đâu, cho hết vào. Anh mình ăn thế nó mới phê. Bạn cho hạt lêm đi. Thôi. Cho thêm tí nữa không sợ nhạt đấy. Rồi, bây giờ sẽ đến bước quan trọng. Đó chính là cho nội tạng vào. Ui giời, ui giời. Ui giời ơi. Một lát nữa khi nào mà chín thì anh mình mới bỏ ra. Ui giời, bạn. Cái phối các bạn không bạn không thái à? Thôi để luôn ở đấy đi. Vậy là bạn Lâm không thái luôn cả một lá phối các bạn ạ. Không hiểu thái kiểu gì luôn. Còn một cái bước nữa đó chính là khi làm chín thì anh mình sẽ mang ra và anh mình cho nguyên liệu gọi là rau vào, hành các thứ vào. Cho ít nước luộc lòng vào cho có màu vậy. Thôi một lát nữa đi bạn, cứ bạn để cho nó sủi một lát nữa đi. Sau một hồi anh em mình linh thì bây giờ cháo đã chín rồi. Vậy anh em mình sẽ cho nguyên liệu rau vào để anh em mình chuẩn bị thưởng thức thôi. Ủa, nhìn khá là bắt mắt rồi. Bạn thử đánh đảo lên xem nào. Anh em mình đang chuẩn bị bát cái rồi. Tí cho rau vào phát anh em mình thưởng thức luôn. Hai trẻ nghe chuẩn bị vào vị trí thưởng thức luôn đi. Wow. Bạn để cả cái phối giờ nhìn to quá bạn ạ. Nhìn quen quen. Thơm nhỉ. Cho rau vào phát thơm quá. Anh vui khuấy này anh quên lắm. Quên lắm. Thôi vào để ngồi để thưởng thức thôi. Chị bát ra, chị bát ra. Đói quá. Chị bát ra đi. Cầm bát. Tiến ăn bát này anh đưa Tiến. Tiến bát đỏ rồi. Tiến ăn bát đỏ thì về cho cả miếng phối luôn. Ôi. Cho nhiều vào nào. Này sắp sửa giống con lợn lên đây. Đấy, lòng đấy. Lòng lon luôn các bạn ạ. Lòng đấy, ăn đến đi cho cháo đi. Đã cho lợn hẳn. Cho thì đấy cho cháo vào là ok. Cho thêm cháo vào sợ bê được không? Lại kiểu, được. Sợ lại lặng quá à. Đấy cho. Thôi được rồi bạn ơi. Cho hai anh em kia đi. Hai anh em kia đang chờ thèm lắm rồi. Yên tâm cho anh bộ bát to thứ nhì rồi. Thôi, anh ăn bình thường thôi. Vậy là mỗi anh em có một bát rồi các bạn ạ. Bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Ăn đi. Ăn đi.
Mời tất cả các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn nhé. Nóng ăn mới phê, trời đang se lạnh tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đúng là chưa có ăn gì, ăn và miếng cháo vào ấm ít người. Phê chứ. Không vừa chứ bạn. Vừa rồi, không nóng. Thế thì rơi cái lòng lên xem được 2 mét không nào. Khoán mỗi anh em một đoạn lòng lon kia các bạn ạ, chắc phải 1.5 mét gì đấy. Nhưng mà đây là sau khi mà anh em mình lấu nó lên thì nó bị thun lại, nó co lại thì nó còn ngắn vậy thôi. Ôi mày các bạn lòng nha. Ôi khó quá. Ôi trời ơi. Rồi tiền. Không hút được. Bạn thấy nghẹn không? Cảm giác nào? Ngọt ngọt này. Dai. Ôi lắm. Là bạn đưa tôi múc ở đây đây, bạn múc rồi. Bạn ơi, thôi thế thế lo gì quá. Ui giời. Hai cái lòng đầy đầy bát luôn. À. À, thực sự là bạn đập đơm cho tôi thì gọi là nhiều quá. Cái bát thì rất là to các bạn ạ. Rồi tôi sẽ đặt xuống đây rồi. À, nước, nước, bê này mỏi tay lắm. Nước nước đi. À, nước nước. Nước đi. Anh em dùng nước ngọt đi. Suýt này sặc. Thôi anh em. Mời các bạn. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mình mời tất cả các bạn ăn cháo lòng nha. Cháo lòng các bạn. Uống nước cam. Ngon phết. Lâu chẳng ngon. Nhưng mà hơi nóng. Hơi nóng các bạn ạ. Nóng mềm mềm. À, ấy ăn luôn. Trời, xe này sẽ ăn như này. Ăn này tuyệt vời. Có nên dậy cái này để cho giữ nóng không nhỉ? Không cần được. Không cần, nóng lắm. Cháo giữ lực, nhiệt lâu rồi. Thế này anh em để đến tối luôn, nóng. Không biết bạn Lâm đơm cho mình cả cái bát to như thế, không biết mình có ăn hết rồi không các bạn ạ. Thực sự là bây giờ quay thì cũng tầm về chiều chiều rồi, anh em nào cũng đói, cố gắng mỗi anh em ăn hết một hai bát này. Hai bát này. À, ok. Đó, ăn đi, ăn đi. Anh rút đi. Anh xin em ăn hết đoạn lòng này. Một hơi luôn à? Một hơi. Rồi. Mình không hiểu tiếng nó nhai kiểu gì, cũng là hết những cái đoạn rất là dài luôn các bạn ạ. Nhút trứng à? Con cháu là phụt lòng đây. Dù anh em mình ăn cái nồi này trời se lạnh, ăn ngon tuyệt vời các bạn ạ. Em bảo anh lần sau. Đây là nồi anh em mình tự nấu. Lần sau anh đừng lấy bát như này, mất công anh cắt tầm mỗi người tầm 1 mét mét ống. Ống nước và vòi nước ấy. Cần như ống kia. Mỗi anh em cắm vào đây hút luôn. Hút thế thì toàn hết cả ruột luôn. hút xong trôi trong ruột luôn, không phải nhai mồm. Làm bát nữa đi. Mỗi anh em. Làm bát nữa đi. À rồi, mình được rồi. Ok. Được chưa, lo chưa? Lo. Lo rồi, cho các bạn biết cái cảm giác sau khi mà thưởng thức cái lòi cháo lòng khổng lồ này thế nào. Cháo lòng thì tôi đã từng ăn được 2 lần ở quán rồi. Như đây là lòi cháo lòng mà tôi đã lòi cháo lòng ngon nhất mà tôi đã từng ăn. Rất là ngon luôn. Quá tuyệt vời. Tiến. Anh cháo lắm rồi. Lòng thì tôi cũng ăn qua một vài lần rồi. Nhưng mà đây là lòi cháo lòng độc nhất mà tôi từng được ăn. Lòng thì lại cho cả cái tài này. Mình cho cái lòi này chắc là người ta nấu kiểu như đám cưới đúng không? Phổi thì lại cho cả miếng một nửa nếp phổi của nó vào. Hôm nay là cái phổi đó là lỗi là do anh Lâm. Chưa bao giờ lấy cái lòi cháo lòng nó to như thế mà cho tan đồ đọc vào đấy. Và cũng chưa bao giờ em thấy ai nấu cháo lòng mà họ cho cả một cái đoạn rồi dài ngoằng vào. Lòng đấy. Ăn tí méo mồm. Rồi cơm nào. Ăn đã. À, lò đấy. Đây là lần đầu tiên của mình ăn cháo lòng rồi. Thật sự là mình cũng chưa thấy ai mà lại đi nấu cái cháo lòng cái kiểu mà đi cho cả cái đoạn lòng dài như này đi vào trong đây.
Nhưng mà chắc là tại vì cái dồi nóng dồi là anh em mình tự làm nên là em cảm thấy rất là tuyệt vời, ngon. Em chưa, mặc dù chưa ăn ở ngoài nhưng mà chắc có lẽ đây là cũng là tự tay mình nấu ngon hơn nhỉ? Ngon nhất anh ơi, anh. Lần đầu tiên anh ăn cháo lòng mà anh húp mạnh này. Ăn nhiều tiếp rồi, ăn tiếp xúc mạnh. Ngon thì tất nhiên là ngon, mình húp mạnh như. Ok nào, bạn Lâm. Các bạn ạ. Những ai ăn cháo lòng rồi thì biết nguyên liệu thì vừa sáng người ta đi mổ lợn về, thịt con lợn ấy thì mình lấy luôn cả tươi cả sống về, mình làm ăn đồ rất chi là tươi và ngon, ngọt nữa. Rồi cháo thì cho hành với lại gia vị và mùi rất chi là thơm, ăn rất chi là ngon các bạn. À khoan, các bạn nhớ để lại số điện thoại và địa chỉ ở bên dưới để anh em mình ship nhé. Đây à, mua bảo hiểm rồi. Ship luôn. Ok, vậy là anh em mình mỗi anh em đã thưởng thức được hết một bát rồi, còn mình thì thưởng thức mới được cầm một nửa bát thôi. Là lo các bạn lo quá thôi, anh ở đây còn chưa ăn hết các bạn. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video này để ủng hộ anh em mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.